Kim Đan xin kính chào quý vị khán giả của Lido Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Văn hóa và Con người hàng tuần do Phía Nam phụ trách. Và thưa quý vị, trong tuần lễ hôm nay thì Văn hóa và Con người sẽ gửi đến quý vị một buổi nói chuyện để quý vị tìm hiểu thêm về những cái hoạt động văn hóa, chính trị trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Và một nhân vật mà chúng tôi mời đến hôm nay là một người rất là quen thuộc, nhưng ông là một tác giả viết rất nhiều sách, những cuốn sách liên quan tới những tình hình chính trị Việt Nam, những tình hình chính trị mà nó liên quan tới những cái cuộc biến động tại Việt Nam. Thưa quý vị, khi chúng ta nói đến biến động thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái bối cảnh Việt Nam từ năm 1954, 1963, 1968, 1975. Nhưng khi chúng tôi nói tới chương trình hôm nay thì chúng ta nhắc đến một biến động mà từ đó đã đưa Việt Nam đến một cái khúc ngõ gọi là rất là khó khăn từ cái giai đoạn đó. Thưa quý vị, Việt Nam muốn nói tới giai đoạn 1963. Khi quý vị nghe tới 1963, quý vị sẽ hỏi chuyện gì và tác giả này sẽ viết về vấn đề gì? Thưa quý vị, chúng tôi dựa vào nhân dịp mà hai cuốn sách được phát hành tại sắp sửa tới đây tại quận Cam. Thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị là đó là bộ sách The Vietnam Upheaval của giáo sư Vũ Quý Kỳ, và cuốn thứ hai là cuốn Bản tường trình của Phái bộ Liên Hiệp Quốc do tác giả Trần Phong Vũ và một số các thân hữu thực hiện. Thưa quý vị, khi chúng ta nói đến hai bộ sách này thì cái lý do gì để hai bộ sách này ra đời, cũng như điều gì mà tác giả muốn đề cập tới quan trọng như thế nào? Tại sao mãi đến hôm nay đã qua bao nhiêu năm rồi mà chúng ta vẫn nhắc lại biến cố 1963 và bản tường trình của Phái bộ Liên Hiệp Quốc? Thưa quý vị, mời quý vị theo dõi cái câu chuyện hôm nay của chúng tôi với nhà báo Trần Phong Vũ. Tuy nhiên, trước khi mà chúng ta vào chương trình, thì Việt Nam cũng xin nhắc lại với quý vị một số quý vị rất là quen thuộc với ông, nhưng mà một số quý vị chắc cũng còn chưa rõ. Thì ông Trần Phong Vũ là một nhà giáo và cũng là một nhà báo. Ông là nhà giáo của các trường trung học Trần Hưng Đạo, Nguyễn Bá Tồng, La Santabère. Và thưa quý vị, ông cũng là nhà báo đã cùng góp mặt trên tất cả các trang báo Sóng Thần ở Việt Nam, cũng như là ông đã có tham gia hoạt động truyền thông ở Đài Phát Thanh Sài Gòn. Và thưa quý vị, nhà báo Trần Phong Vũ sang hải ngoại, ông vẫn tiếp tục công việc làm báo của ông và viết văn. Nhưng mà cái công chuyện viết văn của ông chỉ là phục vụ cho ngòi bút chính trị mà ông muốn diễn tả, để đưa đến những cái thời sự chính trị cho cộng đồng. Và hôm nay chúng tôi mời quý vị đón tiếp nhà báo, nhà giáo Trần Phong Vũ. Phiên An xin cảm ơn và xin chào ông Trần Phong Vũ. Vâng, cảm ơn chị Phiên An, và chúng tôi cũng nhân cơ hội này xin kính chào tất cả quý khán thính giả, là những người chúng tôi đã có từng phục vụ ngay ở trên đài này trước đây. Vâng, thưa ông, khi mà Phiên An mới nhắc đến hai cái bộ sách The Vietnam Upheaval của giáo sư Vũ Quý Kỳ và cái cuốn thứ hai là cái cuốn do ông thực hiện, thì ông có thể cho biết là cái cơ duyên nào để ông có cái cảm nghĩ và chọn để mà viết ra cái bản tường trình của Phái bộ Liên Hiệp Quốc này? Có lẽ trước hết chúng tôi cần phải cải chính một điểm là chúng tôi không phải là cái người mà viết ra cái bản tường trình. Đây là một cái bản tường trình của Phái bộ Liên Hiệp Quốc qua Việt Nam năm 1963 để tìm hiểu một cái tình hình đặc biệt lúc bây giờ liên hệ tới cái biến cố của Phật giáo. Đây là một cái bản tường trình, phải nói rõ, tôi xin nhắc lại, đây là một cái bản tường trình do Tổ chức Liên Hiệp Quốc đáp lời của Tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam để mà cử một cái phái đoàn qua Việt Nam vào thời đó. Và chúng tôi, cái cơ duyên của chúng tôi mà gặp được cái bản này thì nó cũng khá đặc biệt, là bởi vì chúng tôi không phải là người tự tìm ra được cái bản tường trình này. Cần phải nói ngay rằng là khi nó kết thúc cái bản tường trình đó ở Việt Nam đó, thì chế độ sụp. Họ qua đây trong vòng 2 tuần lễ, thì cái tuần lễ cuối cùng vừa mới chấm dứt cái cuộc điều tra đó, thì là nó điện tới cái biến cố của cái ngày 1 tháng 11 năm 1963.
làm sụp đổ đệ nhất Cộng Hòa và đồng thời cũng đưa tới cái chết của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Và vì thế cho nên là cái bản tường trình này đã không ngay trong cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc liền theo đó, theo chương trình dự tính thì họ sẽ công bố cái bản đó vào dịp đó. Nhưng mà khi mà mọi thứ đã, ở Việt Nam nó đã xong rồi, một cái biến cố mà đã làm thay đổi chế độ rồi, những người cầm quyền thì cũng đã bị giết rồi. Thành trong cái trường hợp đó thì cái tập tài liệu đó, cái tập tường trình đó của phái bộ Liên Hiệp Quốc đã phải cất giữ vào văn khố của Liên Hiệp Quốc và đồng thời cũng ở trong văn khố của Bộ Ngoại giao Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Vâng. Thế thì chúng tôi xin nói ngay ở chỗ này thêm một chút là cái bản này thì không phải như chúng tôi đã nói kiếm được như là tôi vừa nói, mà là do một cái người bạn viết cũng là một dịch giả, tên anh là Nguyễn Văn Thực ở bên Na Uy, và chính anh là cái người đã gửi cho tôi từ 4-5 năm trước, nhưng mà anh ấy muốn tôi in, nhưng mà rồi tôi cứ suy nghĩ mà hoài là bởi vì trong một cái hoàn cảnh này mình in ra một cái tập này, tuy rằng là sau khi đọc đánh giá rất cao, không phải của chúng tôi mà cả những cái nhân sự ở trong cái thời đó cũng đã từng đặt một cái vị trí giá trị của cái tác phẩm này lên cao lắm. Nhưng mà ở trong hoàn cảnh Việt Nam nó có rất nhiều những cái vấn đề tế nhị, vì thế chúng tôi phải cân nhắc. Và cuối cùng chúng tôi không đưa cho bất cứ một tổ chức nào để mà ấn hành cái bản song ngữ này. Và sau chót thì chúng tôi đã quyết định, cũng như tham khảo với một số những vị nhân sĩ ở đây, thì chúng tôi đã quyết định là ba anh em chúng tôi đứng tên, tức là dịch giả Nguyễn Văn Thực từ bên Úc, ông Nguyễn Văn Liêm là một trong những người ở sinh hoạt cộng đồng ở đây, đã từng là chủ tịch cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Orange County, và cá nhân tôi là một trong những cái người cùng với ba hai anh em đó đứng tên để mà xuất bản. Thì đấy là tất cả những cái điều gì mà chúng tôi muốn thưa cùng cô, cùng chị Phiến Đan cũng như tất cả quý khán thính giả. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, như ông nhà báo Trần Phong Vũ đã cho chúng ta biết là bộ sách này là ông chỉ viết lại theo cái bản tường trình của phái bộ Liên Hiệp Quốc, mà bản dịch giả là ông Nguyễn Văn Thực ở Na Uy, có phải không ạ, thưa ông? Vâng, tôi chỉ có làm cái công việc cùng với anh em viết một cái bài nữa để mà trần tình cùng độc giả về cái lý căn do nào chúng tôi ấn hành thôi. Còn cái nguyên bản tiếng Anh là của cái phái bộ Liên Hiệp Quốc, họ thực hiện bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Pháp. Thì ở đây là cái bản là văn bản bằng tiếng Anh. Và cái người dịch ra đó là anh Nguyễn Văn Thực, trong này có cả lời của người dịch ở trong đó. Vâng, thưa quý vị, là Phiến Đan có đọc qua một vài chương mà tác giả Trần Phong Vũ có gửi tới cho Phiến Đan, thì Phiến Đan thấy rằng là ông dịch giả Nguyễn Văn Thực đã nhận định cái cuốn sách này như thế nào, nhận định cuốn sách này như là một bi kịch Shakespeare của thời đại mà nó làm sụp đổ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, của đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng ta thấy rằng là cái cuốn sách này nó cái giá trị nó lớn như thế nào, thì Phiến Đan muốn đặt câu hỏi với nhà báo Trần Phong Vũ, thì ông có thể tóm tắt cái bản tường trình này nó như thế nào để mà quý vị cảm thấy là rất chú ý tới nó. Vâng, thì thật ra thì với một cái bản tường trình dài như vậy đó, thì trong một cái ít phút phù du, chúng tôi không hy vọng gì có thể trình bày cho quý vị có thể hiểu được đến nơi đến chốn. Mong rằng là trong cái buổi giới thiệu vào ngày Chủ nhật 14 tháng 11 tới đây ở Westminster Civic Center đó, ở một cái địa chỉ rất là quen thuộc, chúng tôi cũng đã từng tổ chức giới thiệu sách ở đó đó. Buổi chiều hôm đó nếu quý vị tới thì quý vị có trong sách trong tay thì hy vọng quý vị có thể đọc kỹ hơn. Ở đây chúng tôi chỉ xin toát lược một cách tóm tắt, nghĩa là từ cái sự kiện mà có 14 quốc gia Á Phi đưa một cái văn bản lên trên hội đồng của Liên Hiệp Quốc, thì cái văn bản đó đã quyết định không thể nào mà không gửi phái bộ qua bên đó được. Vâng, Phiến Đan xin tạm ngừng trong giây lát và xin phép được
Mời quý vị theo dõi sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại bảo trợ cho đài. Cảm ơn quý vị.